Triều Tiên từng có một trận thủy chiến khiến cả thế giới kinh ngạc. Hoàng Hải là một vùng biển đặc biệt đối với người dân cả hai miền Triều Tiên. Nơi đây ghi dấu những trận đánh huy hoàng nhất trong lịch sử dân tộc này. Đây cũng là nơi tướng Triều Tiên, Lý Thuấn Thuần, lập nên một kỳ tích làm rạng danh cho lịch sử Triều Tiên. Nó được ghi nhận là cuộc chiến chênh lệch nhất trong lịch sử hải quân thế giới. Sau khi thống nhất Nhật Bản, tướng Toyotomi Hideyoshi mang dạ tâm muốn thôn tính Triều Tiên. Hideyoshi quyết định đưa quân tiến đánh vùng biển Hoàng Hải, vì đây là cửa ngõ dẫn đến kinh đô Triều Tiên, đồng thời phát huy được thế mạnh của mình là thủy quân. Thế nhưng điều Hideyoshi lo lắng nhất là vị tướng chỉ huy thủy quân Triều Tiên là Lý Thuấn Thuần, rất giỏi thủy chiến. Lý Thuấn Thuần giữ chức Tam đạo thủy quân thống chế sứ, nghĩa là tư lệnh ba đạo hải quân, phụ trách 166 tàu của Triều Tiên. Hơn nữa, Lý Thuấn Thuần đã chế tạo ra loại thuyền rùa vô cùng lợi hại cho thủy quân Triều Tiên, lại rất có uy vọng và chưa một lần thất bại. Ngày 17 tháng 8 năm 1597, thủy quân của Triều Tiên tấn công quân Nhật ở Chuchorian. Thế nhưng sau trận chiến này, tướng quân Won Yun tử trận và có đến 30 tàu Triều Tiên bị hạ. Tin thất bại nhanh chóng truyền về, khiến triều đình thất kinh. Vua Senjo ra lệnh Lý Thuấn Thuần bằng mọi cách ngăn thủy quân Nhật tràn vào kinh thành. Thế nhưng toàn bộ tàu chiến của Triều Tiên đã bị quân Nhật diệt sạch, chỉ còn lại 13 tàu cùng 200 binh lính nhờ nhanh chóng rút lui, không tham chiến ở Chuchorian nên còn sống sót. Ngoài ra còn có một số binh lính may mắn khác tìm được đường về. Tổng cộng thủy quân của Triều Tiên được là 1.500 quân. Chỉ có 1.500 quân cùng 13 tàu để chống lại 133 tàu chiến cùng 200 tàu nhỏ của thủy quân Nhật quả là điều không thể. Tuy nhiên, Lý Thuấn Thuần vẫn chấp nhận tham chiến. Lý Thuấn Thuần chọn eo biển Mieonjan là nơi hiểm yếu để có thể dễ dàng phòng thủ, kiềm chế được sức mạnh quân Nhật. Đây là eo biển nhỏ nên nếu quân Nhật tấn công thì chỉ tấn công được mặt chính diện chứ không thể dựa vào số đông mà bao vây ba mặt được. Mặt khác, nơi đây có nhiều dòng nước xoáy mạnh do hướng dòng chảy bắc nam, cứ 3 giờ lại thay đổi một lần nên nếu tàu quân Nhật vào đây sẽ rất khó xoay sở trước những dòng nước xoáy này. Vì một số hạn chế nên Lý Thuấn Thuần cho bố trí thêm các tàu cá để nghi binh. Còn 13 tàu thì được bố trí thành đội hình cánh cung nấp sau bóng của những quả đồi. Ông hiểu tinh thần binh lính vẫn còn run sợ trước thủy quân Nhật, nên trước khi họp với các tướng lĩnh, ông nhấn mạnh: ai tìm được sống thì sẽ chết, ai chuẩn bị chết thì sẽ sống. Sáng ngày 26 tháng 10 năm 1597, quân Nhật tiến đến. Khi gần đến eo biển Mieonjan thì thấy 6 tàu Triều Tiên ở đấy. Các tàu Triều Tiên nhìn thấy tàu quân Nhật đã giả vờ hoảng loạn tháo chạy vào trong eo biển Mieonjan. Các tàu Nhật nhận thấy thủy quân rất thuận lợi nên tiến vào eo biển Mieonjan, rơi vào kế hoạch đã chuẩn bị sẵn của Lý Thuấn Thuần. Khi nhận thấy các tàu quân Nhật đến vị trí mà mình đã tính toán trước, Lý Thuấn Thuần mới hạ lệnh cho 13 tàu của mình theo hình cánh cung mà xuất kích. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, 12 tàu Triều Tiên hoảng sợ khi thấy chênh lệch lực lượng quá lớn, liền dừng lại không dám tiến lên. Khoảng cách nhanh chóng giãn ra, và con tàu gần Lý Thuấn Thuần nhất cũng cách ông khoảng 2-3 km. Trong giờ phút lịch sử quan trọng đó, chỉ một tàu Lý Thuấn Thuần hiên ngang tiến lên đối diện với 133 tàu chiến Nhật Bản, cộng thêm 200 tàu hậu cần nhỏ. Quân Nhật nhìn thấy phía Triều Tiên chỉ có một tàu duy nhất, thì cũng hăm hở tiến đến. Tuy nhiên, do eo Mieonjan nhỏ hẹp, các tàu Nhật đi sát lại gần nhau, khó di chuyển, lại gặp phải dòng nước xoáy khiến chúng va vào nhau. Vậy là tàu Nhật trở thành mục tiêu thuận lợi cho pháo của Lý Thuấn Thuần. Nhận thấy các tàu của quân Nhật khó tiến lên, tình hình có chiều hướng thuận lợi, 12 tàu còn lại của Triều Tiên mới tiến lên xếp cùng đội hình với tàu của Lý Thuấn Thuần, nã pháo vào các tàu Nhật Bản.
Lúc này, phía Nhật biết rằng số lượng tàu Triều Tiên quá ít. Họ hoàn toàn có thể dùng lực lượng áp đảo nếu kéo tàu chiến tiến lên Đông Hưng. Khi các tàu Nhật đã tiến gần tới tàu Triều Tiên, thì điểm chết người của El Mieonjan đột ngột phát huy tác dụng. Hướng dòng chảy đổi chiều khiến các tàu Nhật đột nhiên trở thành các tàu ngược dòng và bị hãm vào vùng xoáy. Bất ngờ này khiến cho tàu Nhật phơi mình dưới làn đạn pháo của Triều Tiên. Nhiều tàu Nhật bị bắn chìm xuống đáy biển, các binh sĩ không thể bơi lên bờ. Quân Nhật hoang mang quyết định rút lui. Tổng cộng có khoảng 30 tàu chiến của Nhật bị đánh chìm. Số lượng tàu Nhật hỏng hóc nhiều không tính xuể. Một nửa lính thủy quân Nhật Bản tử trận hoặc thương vong. Phía Triều Tiên chỉ có 2 người bị chết và 3 người bị thương, đều ở trên tàu chỉ huy của Lý Thuấn Thuận, và 13 tàu của Triều Tiên đều còn nguyên vẹn. Sau trận chiến huyền thoại này, Lý Thuấn Thuận vẫn rút lui khỏi biển Hoàng Hải vì tương quan lực lượng vẫn chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên, những người lính chạy trốn và các tàu chạy trốn sau trận thua của Quang Yun nghe tin thắng trận đã mừng rỡ tìm về, khiến thủy quân Triều Tiên được khôi phục thêm. Đầu năm 1598, trước chiến thắng của Lý Thuấn Thuận, thủy quân nhà Minh từng được phân ra các cảng chính tại Trung Hoa để đề phòng quân Nhật, cũng ra nhập hỗ trợ thủy quân Triều Tiên. Lúc này ở trên bộ, dưới sự viện trợ của quân Minh, quân Triều Tiên và quân Minh đã giành nhiều chiến thắng quan trọng khiến quân Nhật buộc phải từ bỏ xâm lược Triều Tiên. Mùa thu năm 1598, lãnh chúa Hideyoshi bị bệnh nặng. Ngày 18 tháng 9 năm 1598, Hideyoshi lệnh rút quân khỏi Triều Tiên. Khi đang hấp hối, các tướng của Nhật quyết định nhanh chóng trở về nước để tham gia cuộc chiến quyền lực lên ngôi chúa thay cho Hideyoshi. Lúc này, Triều Tiên nhận được tin do thám cho biết 500 tàu chiến Nhật thả neo tại eo biển hẹp Norigan để đón quân đang rút lui. Thủy quân nhà Minh cũng xuất hiện để cùng quân của Lý Thuấn Thuận tấn công thủy quân Nhật Bản. Phía liên quân Triều Tiên và nhà Minh chỉ có 146 tàu, gồm 83 tàu của Triều Tiên và 63 tàu của quân Minh. Lý Thuấn Thuận hạ lệnh tấn công vào lúc 2 giờ sáng, ngày 16 tháng 12 năm 1598, dùng pháo và mũi tên có gắn lửa. Khi bình minh ló dạng cũng là lúc quân Triều Tiên thắng lớn, tàu Nhật Bản bị cháy hoặc chìm rất nhiều. Lý Thuấn Thuận cho tàu của mình dẫn đầu toàn quân tiến lên đánh trận cuối cùng đánh đuổi quân Nhật. Ông đứng trên tháp pháo chỉ huy cổ vũ toàn quân tiến lên. Đột nhiên ông thấy nhói đau ở bên sườn rồi ngã xuống. Một viên đạn hỏa mai đã bắn trúng bên sườn của ông. Lúc này bên cạnh ông có 3 người là Di Hoa, con trai cả của ông, Son Hui Rip và Di Quang, cháu trai của ông. Trong hơi thở cuối cùng ông nói với họ rằng: "Trận chiến đã lên cao trào, hãy tiếp tục đánh trống trận của ta. Đừng công bố cái chết của ta." Di Quang tiếp tục đánh trống trận thúc quân tiến lên. Trận đánh tại Noria kết thúc, gần 250 tàu của Nhật cùng rất nhiều quân bị tiêu diệt, 100 tàu bị bắt. Quân Triều Tiên reo hò chiến thắng, nhưng lúc này họ mới biết chủ tướng của họ đã nằm xuống. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Lý Thuấn Thuận chưa bao giờ thất bại. Thế nhưng, khi còn sống, ông bị triều đình ghẻ lạnh, bị vua ganh ghét, nên có người đã ví ông như nhạc phi của Triều Tiên. Sau khi ông mất, triều đình Triều Tiên mới nhìn nhận và xưng tụng Lý Thuấn Thuận là Trung Vũ Công, Tuyên Vũ Nhất Đẳng Công Thần, Đức Phủ Viện Quân. Các miếu thờ Lý Thuấn Thuận được xây dựng khắp nơi ở đất nước Triều Tiên. Lý Thuấn Thuận không chỉ được vinh danh ở Triều Tiên mà còn được cả đối thủ của ông hết sức kính trọng và ngưỡng mộ. Tướng quân Nhật Bản Wakiyaka Yasuharu đã nói rằng: "Lý Thuấn Thuận là người mà ta sợ nhất, ghét nhất, yêu quý nhất, ngưỡng mộ và kính trọng nhất, mong muốn tiêu diệt nhất và muốn được ngồi uống trà cùng nhau nhất." Không chỉ ở Triều Tiên, ngày nay người dân Hàn Quốc chọn nơi trang trọng nhất của quảng trường Quảng Hòa Môn, ngay tại trung tâm thủ đô Seoul, để dựng tượng đài Lý Thuấn Thuận. Xưa nay bao bậc kỳ tài anh hùng ra đi đều để lại tiếng thơm muôn thuở. Quả thật đạo lý,
anh hùng lưu danh thiên cổ, tiểu nhân hậu thế chê cười luôn ứng nghiệm.